Các bạn đang xem trên tay tôi đây là đèn gầm hay gọi là đèn sương mù hoặc đèn ba sốc trước của dòng xe Mitsubishi Triton. Con này bản này là Triton đời 2020. Đây là đèn gầm hoặc đèn sương mù. Nó nằm ngay ở phía sau ba sốc. Đấy. Ở đây gồm có đèn này. Và đây là đèn xi nhan. Nó liền luôn cả đèn xi nhan trên đèn sương mù luôn. Thì cái con đèn gầm này hơi khác biệt, bình thường đèn gầm chỉ có riêng đèn gầm không, con này thì bao gồm có cả đèn xi nhan trên sản phẩm luôn. Các bạn nhìn đó. Đây là rác cắm, nó bao gồm có cả bóng đèn anh em nhé. Và đây đèn này, rác cắm này, đèn rác cắm đó. Các bạn có thể nhìn đó. Sản phẩm đây là hàng xịn chính hãng, được trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì thế nào là hàng xịn chính hãng thì các bạn nhìn ở trên sản phẩm, các bạn để ý ở đây nhé. Trên cái chữ này có chữ Stanley này, Stanley đó, Stanley. Anh em để nhìn chữ Stanley. Mình quay video thì do lóa nó không thể nhìn rõ lắm, nhưng các bạn để đây nó sẽ có chữ Stanley trên sản phẩm. Với chất lượng hàng đây là bao bì đóng gói nó sẽ như này đó, các bạn nhìn đó, đóng gói sản phẩm như này, nhập khẩu trực tiếp từ Mitsubishi Moto. Như vậy là nó nằm ngay ba đợt sốc trước, thì đèn gầm hay đèn sương mù nằm ngay ba đợt sốc trước. Thì trong quá trình mà khi chúng ta lưu thông xe trên đường do đâm va, bạn đi mà do va quệt đâm va thì cái này nó rất dễ bị tổn thương, bởi khi đâm va nó làm bằng nhựa, không bằng nhựa ấy thì rất dễ dẫn đến tổn thương và gãy vỡ. Thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng của dòng xe Mitsubishi, đặc biệt là dòng xe Mitsubishi Triton. Đấy. Anh em gara và anh em sửa chữa, trong quá trình mà các bạn lưu thông, các bạn sửa chữa xe mà anh em gặp dòng xe Mitsubishi cần tìm đơn vị mà thay thế phụ tùng mà để cung cấp tới phụ tùng dòng xe Mitsubishi, thì các bạn vui lòng đến với phụ tùng Mitsubishi An Việt. Để mua hàng là các bạn truy cập website phụtungmitsubishi.vn, các bạn nhớ vn nhé. Thì chúng tôi sẽ, anh em kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá các bạn một cách chi tiết, làm sao để có con xe vận hành tốt, lưu thông tốt, chạy tốt mà cái giá thành khi các bạn phải sửa chữa và thay thế phụ tùng nó quá đắt đỏ. Thì rất mong anh em sẽ ủng hộ phụ tùng An Việt. Các bạn thấy hay thì các bạn nhấn like và nhớ đăng ký kênh của phụ tùng Mitsubishi. Thì chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật tất cả các phụ tùng của dòng xe Mitsubishi để anh em có một cái nhìn tổng quát khi mà các bạn mua phụ tùng của dòng xe Mitsubishi.